Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức khảo sát dư luận xã hội về ý kiến đánh giá của người dân xung quanh việc tỉnh Lâm Đồng triển khai các dự án công trình trọng điểm theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đối tượng địa bàn khảo sát dư luận xã hội là các tầng lớp nhân dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Thời gian khảo sát từ 8 giờ 30 ngày 28 tháng 5 đến 16 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2023 hình thức khảo sát dư luận xã hội trực tiếp và trực tuyến. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phân công cán bộ công chức phòng tổng hợp phối hợp với đồng chí phụ trách công tác dư luận xã hội của ban tuyên giáo huyện ủy thành ủy tổ chức khảo sát tại địa phương. Đối với hình thức trực tuyến, ban tuyên giáo tỉnh ủy gửi đường dẫn mã QR qua điện thoại, internet, Zalo, email, Facebook tới các đồng chí phụ trách công tác dư luận xã hội của các cơ quan đơn vị địa phương qua nhóm Zalo tuyên giáo Lâm Đồng cổng thông tin điện tử lâm đồng để chia sẻ phiếu khảo sát đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh